là đơn hàng mình vừa mới nhận ha. Trong này nó có hai sản phẩm led năng lượng 100-200 vậy nè, kênh led 40W và một cái năng lượng mặt trời hai nè, chip led 6 ô nha, hai sản phẩm. Đây là tao mua để shop tôi thích điện tử. Thì đây coi thử coi. Trên này có tờ một tờ giấy lót, đây có một cái remote, đây chip led còn hết. Đây gói thì cũng căng thẳng nè. Lên 6 ô. Ở trong này chip led này thì lại có chip led này không có điều khiển đó. Led này không có điều khiển, cái lớn này có điều khiển. Rồi coi. Cái này là 40W ta. Rồi, chỉ có bao nhiêu thôi.